Trong bản tin ngày hôm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ ở trong khách sạn 4 sao khi sang Tajikistan. Trong khi đó, đội tuyển U20 quốc gia gặp khó về thể lực trong quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết U20 thế giới. Đá bù vòng 9 V-League, đương kim vô địch Hà Nội cân bằng điểm số với FLC Thanh Hóa. Savannah Lý Nguyễn trở thành tân vô địch đơn nữ toàn quốc lứa tuổi trên 18. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin Thế giới Thể thao thứ 5 ngày 23 tháng 3 của Thể thao TV và Bóng đá TV. Và mở đầu bản tin ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến từ trận đá bù vòng 9 V-League 2017 giữa hai câu lạc bộ Long An và câu lạc bộ Hà Nội. Với chiến thắng trước FLC Thanh Hóa thì thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm tỏ ra rất tự tin trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Và với đối thủ chỉ là Long An thì câu lạc bộ Hà Nội đã dễ dàng có được 3 điểm và qua đó vươn lên ngôi đầu bảng. Dù phải thi đấu trên sân Tân An, nhưng câu lạc bộ bóng đá Hà Nội với lực lượng đồng đều và có chất lượng nhanh chóng chiếm thế chủ động và buộc hàng phòng ngự của Long An luôn rơi vào thế chống đỡ. Phút thứ 7, Hoàng Vũ Samson có pha dứt điểm đẳng cấp trong vòng cấm, giúp Hà Nội vươn lên dẫn trước. Hàng phòng ngự chơi như mơ ngủ của Long An, tiếp tục thể hiện sự non kém của mình trước sức tấn công của đội bóng thủ đô. Pha tạt bóng tuyệt đẹp của Văn Quyết đã tạo điều kiện để Hoàng Vũ Samson hoàn tất cú đúp của mình ngay trong hiệp 1. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ kiến tạo, chính Văn Quyết là người nâng tỷ số lên 3-0 cho các vị khách cũng từ một tình huống đánh đầu. Một trận đấu hoàn hảo của tiền vệ mang áo số 10, bởi phút thứ 77, một lần nữa Văn Quyết gấp dấu giày của mình vào bàn thắng thứ tư của Hà Nội với pha chuyền bóng tinh tế để Thành Liên dứt điểm nhẹ nhàng. Cơn mưa bàn thắng trên sân Tân An vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau nhiều nỗ lực, Apollon cũng kịp đem về quả phạt đền cho Long An sau khi anh bị Văn Kiên phạm lỗi trong vòng cấm và Oseni không khó để hạ gục thủ thành Văn Công để đem về bàn thắng danh dự cho Long An. Do vậy, hàng thủ của đội bóng này vẫn không thể thoát được bàn thua thứ 5 khi cầu thủ vào sân thay người Thái Quý ấn định chiến thắng 5-1 cho câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. 3 điểm có được giúp thầy trò bên Chu Đình Nghiêm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng khi có hiệu số tốt hơn FLC Thanh Hóa dù có cùng 19 điểm. Ở trận đấu còn lại diễn ra vào chiều nay, sổ số Kiến Thiết Cần Thơ được chơi trên sân nhà để tiếp đón Tháp Quảng Ninh. Đội khách đón nhận tin vui với việc tiền vệ Kizito chính thức nhập tịch thành công với tên tiếng Việt là Trần Trung Hiếu. Dù vậy, Trung Hiếu chưa thể góp mặt trong trận đấu vào chiều nay, còn Tháp Quảng Ninh của anh cũng đã trải qua 90 phút không hề dễ dàng. Tiếp đón Tháp Quảng Ninh trên sân nhà, mặc dù bị đánh giá thấp hơn nhưng áp lực của cuộc chiến trụ hạng buộc sổ số Kiến Thiết Cần Thơ phải thi đấu với quyết tâm cao nhất. Tháp Quảng Ninh là những người kiểm soát bóng nhiều hơn trong hiệp 1, nhưng chính đội chủ nhà mới là những người tạo ra nhiều tình huống sóng gió hơn trước khung thành của đối phương. Đáng tiếc là các cơ hội đó lại lần lượt trôi qua trước mũi giày của các cầu thủ sổ số Kiến Thiết Cần Thơ và họ đã phải trả giá khi trong tình huống dứt điểm trúng cục thành đầu tiên, Tháp Quảng Ninh đã có được bàn thắng mở tỷ số với pha không chiến của Patio ở phút thứ 28. Những nỗ lực sau đó của thầy trò huấn luyện viên Vũ Quang Bảo được đền đáp với bàn thắng san bằng tỷ số của Henry cũng từ một tình huống cố định và một cú đánh đầu ngay đầu hiệp 2. Trong phần còn lại của trận đấu, đôi bên đều có những cơ hội để vươn lên, nhưng cuộc so tài này đã không có thêm bàn thắng nào được ghi và một điều là kết quả chung cuộc. Trên bảng xếp hạng, một điểm có được giúp Than Cổ Ninh vươn lên vị trí thứ 5, trong khi sổ số Kiến Thiết Cần Thơ vẫn đang dậm chân ở vị trí áp chót. Trong khi đó, chiến thắng trước Long An giúp câu lạc bộ bóng đá Hà Nội vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với cùng 19 điểm như FLC Thanh Hóa và Quảng Nam, nhưng có hiệu số tốt hơn. Đó là những diễn biến từ các trận đá bù tại vòng 9 V-League. Còn bây giờ, hãy cùng chúng tôi đến với những thông tin liên quan tới đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, còn nhớ tại vòng loại World Cup 2018, đội tuyển của chúng ta đã có chiến thắng 4-1 trước Đài Loan Trung Quốc ngay trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đó là một trận đấu mà các tuyển thủ của Việt Nam đã chơi rất tốt, trong đó đặc biệt là những cầu thủ như Công Vinh, Tuấn Anh, Thành Lương hay Đình Hoàng. Và có một điều trùng hợp là cả 4 cầu thủ này đều vắng mặt trong trận giao hữu diễn ra vào chiều qua trên sân Hàng Đẫy. Những người thay thế là Tuấn Tài, Trọng Hoàng, Thanh Trung hay Văn Hoàn. Theo dõi trận đấu này thì các khán giả cũng có thể cảm nhận được là những cầu thủ thay thế đã hoàn thành tốt vai trò của mình hay chưa. Và để cụ thể hóa điều này, quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi đến với những con số thống kê sau đây. Ở vị trí tiền đạo, cầu thủ thi đấu cao nhất trên hàng công của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ngày hôm qua là Hồ Tuấn Tài. Dù thi đấu trọn vẹn 90 phút, nhưng mọi thống kê về chỉ số như số lần dứt điểm, bàn thắng, số lần chạm bóng và đường chuyền chính xác, Hồ Tuấn Tài đều kém rất nhiều so với người đàn anh Lê Công Vinh, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu tại Mỹ Đình với Đài Loan Trung Quốc vào năm ngoái. Trong khi đó, ở vị trí tiền vệ tấn công, chúng ta sẽ so sánh giữa Tuấn Anh và Trọng Hoàng.
Ở trận đấu này, Trọng Hoàng chỉ thi đấu trong 45 phút đầu tiên và dễ hiểu khi các chỉ số của Trọng Hoàng đều có khoảng cách lớn so với Tuấn Anh. Đặc biệt trong trận đấu này, Trọng Hoàng đã nhiều lần để mất bóng cũng như không tham gia nhiều vào các tình huống phòng ngự từ xa. Bên cạnh Công Vinh, thì Thành Lương là một trong những cầu thủ thi đấu nổi bật nhất của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu trên sân Mỹ Đình với Đài Loan Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2018. Anh đá 90 phút, có một đường chuyền thành bàn và đặc biệt là cầu thủ chuyền bóng chính xác nhiều nhất đội. Tuy nhiên trong trận đấu ngày hôm qua, người chơi ở vị trí của anh là Đinh Thanh Trung đã không thể làm được điều tương tự. Anh bị thay ra ở phút 59 và không đạt được nhiều dấu ấn lên lối chơi của toàn đội. Vị trí cuối cùng mà chúng tôi muốn so sánh là giữa Đình Hoàng và Âu Văn Hoàn, hai hậu vệ cánh phải trong hai trận đấu. Ở trận đấu tại Mỹ Đình, Đình Hoàng chính là ngòi nổ bên phía cánh phải. Không chỉ mạnh trong tấn công, Đình Hoàng còn rất hiệu quả trong các pha phòng ngự. Bên cạnh đó, Đình Hoàng còn trực tiếp có một đường chuyền giúp Văn Toàn ghi bàn. Còn với Âu Văn Hoàn, trong trận đấu ngày hôm qua, Âu Văn Hoàn chỉ chơi ở mức tròn vai trong cả tấn công cũng như phòng ngự. Tất nhiên, nếu chúng ta so sánh giữa một trận đấu tại một giải chính thức và một trận đấu giao hữu thì sẽ có nhiều yếu tố chênh lệch. Và ở từng thời điểm thì đối thủ của chúng ta là Đài Loan Trung Quốc cũng sẽ có những điểm mạnh yếu khác nhau. Chính vì vậy mà những con số thống kê chúng tôi vừa đưa ra chỉ mang tính tham khảo mà thôi. Tuy nhiên thì đôi khi có những con số tham khảo cũng là điều cần thiết đúng không chị Trang? Vâng. Và ngày hôm qua thì có những con số thống kê khác thì đã nói lên vai trò quan trọng của tiền vệ Lương Xuân Trường trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng. Chúng ta hãy cùng xem. Trong 90 phút có mặt trên sân, Xuân Trường đã có 97 lần nhận bóng từ các đồng đội. Anh thực hiện 94 đường truyền phối hợp với tỷ lệ chính xác lên tới 80,9%. Trong số đó, có các đường truyền dài phát động tấn công, đưa Tuấn Tài, Trọng Hoàng, Thanh Trung hay Văn Toàn vào vị trí thuận lợi để tiếp cận công thành đội khách. Trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng, Xuân Trường đóng vai trò chủ yếu là kiến tạo, nên trong cả trận đấu, cầu thủ người Tuyên Quang chỉ thực hiện duy nhất một pha dứt điểm. Ngoài ra, Xuân Trường cũng tham gia hỗ trợ Huy Hùng trong việc tham gia phòng ngự từ xa khi đã có 5 lần cắt bóng thành công nhằm trì hoãn những pha tấn công của Đài Loan Trung Quốc. Bên cạnh những con số tích cực này, cầu thủ đang thi đấu cho Gangwon FC cũng đã để mất bóng tới 11 lần, chủ yếu là do bị đối phương bắt bài từ những đường chuyền dài. Vào sáng nay, huấn luyện viên Hữu Thắng đã cho các học trò bước vào buổi tập nhẹ nhằm giúp các cầu thủ phục hồi sau trận đấu với Đài Loan Trung Quốc diễn ra vào tối qua. Buổi tập này được tiến hành trên sân cỏ nhân tạo với mục đích giúp các cầu thủ bắt đầu làm quen với mặt sân thi đấu này trong trận gặp Afghanistan vào ngày 28 tháng 3 tới đây. Những cầu thủ đã thi đấu trọn 90 phút trong ngày hôm qua như Quế Ngọc Hải, Công Phượng, Xuân Trường được yêu cầu thả lỏng. Trong đó đặc biệt được chú ý là Lương Xuân Trường khi chấn thương của tiền vệ đang thi đấu tại Hàn Quốc vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Với tiền đạo Nguyễn Công Phượng, điều dễ nhận thấy là sự thoải mái và vui vẻ khi hôm qua là trận thứ hai liên tiếp mà anh ghi bàn khi khoác áo đội tuyển quốc gia. Với huấn luyện viên Hữu Thắng thì việc Công Phượng ghi bàn là một trong những thành công lớn nhất, bởi một trong những mục tiêu mà ông nhắm đến trong đợt tập trung lần này là giúp chân sút của Hoàng Anh Gia Lai cởi bỏ được áp lực tâm lý và tìm lại cảm giác ghi bàn. Theo kế hoạch, vào 10 giờ đêm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Tajikistan chuẩn bị cho trận đấu với Afghanistan tại vòng loại thứ 3 bảng C Asian Cup 2019. Tuy nhiên, ba cầu thủ là Trọng Hoàng, Đặng Văn Lâm và Văn Thắng sẽ không đi cùng đội vì những chấn thương khác nhau, trong khi bốn tuyển thủ đã khoác áo Hà Nội và than của Ninh là Văn Quyết, Duy Mạnh, Tuấn Linh và Minh Tuấn. Sau khi kết thúc trận đấu bù vòng 9, họ sẽ có mặt tại Sài Gòn để đáp chuyến bay hội quân cùng đội tuyển Việt Nam. Trong danh sách lần này của đội tuyển, huấn luyện viên Hữu Thắng sẽ không có sự phục vụ của ba cầu thủ là Đặng Văn Lâm, Lê Văn Thắng và Trọng Hoàng do bị dính chấn thương. Ngoài vấn đề lực lượng, đội tuyển Việt Nam còn phải trải qua hành trình di chuyển tốn nhiều sức lực do không có chuyến bay thẳng đến Tajikistan. Để bay tới Tajikistan, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng sẽ khởi hành từ sân bay Nội Bài, Hà Nội vào lúc 21 giờ 55 phút đêm nay và hạ cánh ở sân bay Istanbul Atatürk, Thổ Nhĩ Kỳ lúc 5 giờ 50 phút sáng giờ địa phương, tức vào khoảng 9 giờ 50 phút sáng ngày mai giờ Việt Nam. Thời gian di chuyển khoảng 12 tiếng đồng hồ. Sau đó, toàn đội sẽ có gần 16 tiếng quá cảnh tại Istanbul để chờ nối chuyến lúc 21 giờ 35 phút tối ngày 24 tháng 3 giờ địa phương, tức vào khoảng 1 giờ 35 phút sáng ngày 25 tháng 3 giờ Việt Nam. Sau một chặng bay nữa từ Istanbul, đoàn sẽ có mặt ở Dushanbe, Tajikistan vào lúc 4 giờ 30 phút sáng ngày 25 tháng 3 giờ địa phương, tức vào khoảng 6 giờ 30 phút giờ Việt Nam, thời gian di chuyển khoảng 5 tiếng đồng hồ. Như vậy, để đến được địa điểm thi đấu cho trận gặp Afghanistan, đội tuyển Việt Nam sẽ phải trải qua hành trình lên tới 33 giờ bay. Theo thông tin từ đoàn tiền trạm của VFF, thì sau khi di chuyển đến Dushanbe,
đội tuyển Việt Nam sẽ đóng quân ở khách sạn 4 sao Atlas Hotel. Đây cũng là một trong những khách sạn được đánh giá có tiện nghi và chất lượng phục vụ tốt nhất của thủ đô Tajikistan. Đặc biệt, Atlas Hotel nằm rất gần sân bay Dushanbe và chỉ mất khoảng 15 phút di chuyển bằng xe buýt là có thể tới sân Republico Central. Ngoài ra, tất cả các bữa ăn đều được tổ chức theo hình thức buffet và được chế biến phù hợp với khẩu vị người Việt. Thời tiết tại Dushanbe thời điểm này rất dễ chịu, trời nắng nhẹ và nhiệt độ ban ngày dao động từ 15 đến 20 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ vào buổi tối và ban đêm có thể giảm xuống tới 9 đến 10 độ C. Cũng liên quan đến việc đội tuyển có một chặng dừng chân nối chuyến ở Istanbul để tạo điều kiện cho thầy trò huấn luyện viên Hữu Thắng nghỉ ngơi, VFF đã chủ động liên hệ để bố trí khách sạn có tiêu chuẩn quốc tế và nằm ngay trong sân bay Istanbul. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng nay 23 tháng 3, đội tuyển U20 Việt Nam đã có buổi kiểm tra thể lực cùng chuyên gia người Đức Martin Fokken. Và đúng như dự đoán, việc phần lớn các cầu thủ U20 không được thi đấu nhiều kể từ đầu năm đã mang tới những nỗi lo lắng cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Đúng 8 giờ 30 sáng nay, khi Nha Trang nắng gắt và nhiệt độ lên tới gần 40 độ C, các cầu thủ đội tuyển U20 Việt Nam bắt đầu bước vào kiểm tra thể lực cùng chuyên gia Martin Fokken. Trước khi bước vào các bài kiểm tra, các cầu thủ được chuyên gia Fokken đeo những thiết bị đo lường để từ đó có được kết quả chính xác nhất. Ngoại trừ Tống Anh Tỷ bị cảm và Trương Dũ Đạt bị đau cổ chân không thể tham gia thì 27 cầu thủ còn lại được chia làm 3 nhóm để kiểm tra sức bền. Kết quả đợt kiểm tra này đã khiến huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cảm thấy rất đau đầu. Tôi chỉ hài lòng về cái thái độ cầu thủ khi làm việc trong buổi sáng hôm nay. Như các bạn biết rồi thì chúng ta quan sát thấy có cái độ vinh rất lớn. Thậm chí những cái cầu thủ đang chơi V-League như Đức Chinh vẫn tụt hậu, không theo kịp các bạn. Một số trường hợp chấn thương như Trọng Đại nghỉ quá lâu cũng không theo kịp. Đó thì đó là một những cái trở ngại lớn mà chúng ta đang hướng tới sự đồng đều, không những cái mặt chuyên môn mà cái đồng đều về mặt thể lực nó cũng rất là quan trọng. Quãng thời gian tập huấn tại Nha Trang chỉ là 3 tuần và nền tảng thể lực của các cầu thủ có độ chênh lệch cao như vậy đã khiến cho ban huấn luyện cảm thấy rất áp lực. Những kế hoạch sơ bộ đã được vạch ra và chỉ đến sau đợt tập huấn tại Đức mới có thể nhìn thấy kết quả rõ ràng. Một cái độ vinh như thế thì chúng tôi sẽ làm việc rất là vất vả. Thì sẽ có những cái cuộc làm việc nhóm, ngoài những cái buổi tập trung phải có những buổi làm việc nhóm, những cái buổi làm việc cá nhân. Thì đó rất là khó khăn. Thì đương nhiên là đánh giá xong mình cũng phải có một cái kiểm tra. Tức là trước khi chúng ta đi qua Đức tham dự cái đợt tập huấn lần thứ hai và đá giao hữu thì cũng sẽ có kiểm tra thể lực lại một lần nữa để xem các em tiến bộ như thế nào và cái sự chênh lệch thể lực giữa các cầu thủ nó ra sao. Dự kiến vào ngày mai, các cầu thủ U20 Việt Nam sẽ tiếp tục những bài tập để nâng cao sức mạnh. Thưa quý vị và các bạn, sau buổi test thể lực đầy mệt mỏi buổi sáng thì đến 16 giờ chiều nay, các cầu thủ U20 Việt Nam ngay lập tức bước vào buổi tập tiếp theo. Hiểu rõ được về chênh lệch thể lực giữa các cầu thủ ảnh hưởng nhiều tới quá trình chuẩn bị, nên không khí buổi tập là rất nghiêm túc. Mở đầu buổi tập chiều nay của U20 Việt Nam, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho các cầu thủ khởi động rất kỹ, bởi sau cường độ tập nặng buổi sáng, nguy cơ chấn thương luôn tồn tại nếu chủ quan. Quá trình khởi động này chiếm tới 1/3 tổng thời gian, và ngay sau khi khởi động xong, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho các cầu thủ tập hai bài về bóng. Bài đầu tiên là chia đôi đội hình đá nửa sân với 6 con nhỏ. Bài tập này giúp các cầu thủ rèn luyện óc quan sát, sự linh hoạt khi di chuyển và tính quyết đoán khi tìm mục tiêu. Sau đó, các cầu thủ U20 Việt Nam thực hiện bài tập đối kháng đầu tiên kể từ đầu đợt tập trung tới giờ. Nếu như so với buổi tập với bóng ngày hôm qua, thì tỷ lệ chuyển sai đã được giảm đáng kể. Đó là dấu hiệu tích cực với ban huấn luyện U20 Việt Nam. Cũng trong buổi tập chiều nay, các cầu thủ có nền tảng thể lực chưa tốt đã được chuyên gia thể lực Martin Fokken tập kèm để rút ngắn cách biệt với phần còn lại của đội. Vào sáng mai, đội sẽ có những bài tập để tăng cường sức mạnh. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có những động thái nhằm nâng cao thể lực cho các tuyển thủ như mời chuyên gia thể lực Martin Fokken hay bác sĩ vật lý trị liệu Pablo Savicki. Việc làm này càng trở nên thiết thực hơn khi mới đây, ban tổ chức của AFF Cup 2018 đã có những thay đổi trong thể thức thi đấu. Ở kỳ AFF Cup 2018 tới đây, ban tổ chức đã quyết định sẽ thay đổi thể thức thi đấu vòng đấu bảng. Cụ thể, số đội bóng ở mỗi bảng sẽ tăng từ 4 lên 5 đội. Ngoài ra, các đội bóng ở mỗi bảng sẽ không thi đấu ở một quốc gia chủ nhà, mà thay vào đó, 4 trận đấu dành cho mỗi đội sẽ được chia ra gồm 2 trận sân nhà và 2 trận sân khách. Với thể thức thi đấu mới này, các đội tuyển cần có nền tảng thể lực tốt khi sẽ phải thi đấu và di chuyển nhiều hơn giữa các quốc gia. Chiều nay, trận đấu là trận thứ 2 bảng A vòng chung kết giải bóng đá U19 quốc gia giữa Viettel và Thừa Thiên Huế đã diễn ra.
Mặc dù hai lần để đội bóng Cố đô vươn lên dẫn trước, nhưng với sự gắn kết trong lối chơi và sự xuất sắc của cá nhân tiền đạo Trần Danh Trung, U19 Viettel đã có cuộc lội ngược dòng thành công với thắng lợi 3-2 chung cuộc. Với kết quả này, thầy trò Nguyễn Đình Thế Nam đã trở thành đội đầu tiên giành quyền lọt vòng bán kết. Ngày mai, vòng chung kết U19 sẽ tiếp tục diễn ra với các cặp đấu ở loạt trận thứ hai bảng B. Và lúc 15:30 sẽ là cặp đấu giữa hai đội đã thất bại ở lượt trận đầu tiên là PVF và Sanatech Khánh Hòa. Trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Hà Nội sẽ bắt đầu vào lúc 18 giờ. Sáng nay, ngày thi đấu cuối cùng của giải quần vợt nữ vô địch toàn quốc đã diễn ra với tâm điểm là trận chung kết đơn lứa tuổi trên 18 giữa Tiffany Linh Nguyễn và Savannah Lý Nguyễn. Ngay sau khi trận chung kết hoàn tất, thì ban tổ chức đã tiến hành lễ bế mạc, trao huy chương, cúp và tiền thưởng cho các vận động viên. Ở ngày thi đấu cuối cùng của giải quần vợt vô địch nữ toàn quốc 2017, các trận đấu chung kết đơn nữ ở các nội dung U12, U14, U16, U18 và trên 18 tuổi diễn ra đồng loạt. Tâm điểm sự chú ý là cuộc so tài giữa hai tay vợt Tiffany Linh Nguyễn và Savannah Lý Nguyễn ở nội dung trên 18 tuổi. Đúng như kỳ vọng, trận đấu này diễn ra giằng co khi Tiffany thắng set 1 với tỷ số 7-5, nhưng ngay sau đó, Savannah vùng lên săn hòa cách biệt khi thắng lại set đấu thứ 2 với tỷ số 6-2. Trong set quyết định, cả hai tay vợt tiếp tục chơi giằng co và khiến trận đấu phải giải quyết bằng loạt tie break. Và ở loạt đánh này, Savannah Lý Nguyễn đã xuất sắc hơn để giành chiến thắng 7-1, qua đó lên ngôi vô địch. Tại vòng 3 giải cầu lông quốc tế Ciputra Hà Nội, đương kim vô địch Tiến Minh chạm trán với tay vợt người Indonesia là Rustavito, vốn đã phải mất sức thi đấu từ vòng loại. Trước đối thủ không được đánh giá quá cao, đại diện của Việt Nam đã không mất nhiều sức để giành chiến thắng sau 2 set với các tỷ số 21-11 và 21-15. Ở vòng tứ kết, Tiến Minh sẽ chạm trán một tay vợt khác đến từ Indonesia là NG Safira. Cũng có được niềm vui chiến thắng trong ngày hôm nay còn có Vũ Thị Trang và Nguyễn Thùy Linh khi cả hai tiến thẳng vào tứ kết nội dung đơn nữ. Trong khi Vũ Thị Trang thắng dễ Batari của Indonesia với tỷ số các set là 21-14 và 21-10, thì Nguyễn Thùy Linh vất vả hơn đôi chút để vượt qua Lê Thát Thasin của Thái Lan với các tỷ số 21-11 và 21-19. Lý Hoàng Nam đang thể hiện phong độ cực tốt tại giải Nhật Bản F3 Future khi anh vừa vượt qua đối thủ quen thuộc Gao Xin người Trung Quốc ở tứ kết để tiến vào vòng bán kết. Chỉ sau 1 giờ 12 phút thi đấu, tay vợt số 1 Việt Nam đã hoàn toàn áp đảo và dễ dàng có chiến thắng sau 2 set đấu với các điểm số 6-3 và 6-1. Tại bán kết, Hoàng Nam sẽ chạm trán với hạt giống số 3 người Nhật Bản Niki Takuto. 11 năm qua, giải quần vợt Cúp Hùng Vương nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Dỗ Tổ Hùng Vương Lễ hội Đền Hùng, luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân tỉnh Phú Thọ và du khách thập phương. Năm nay, giải quy tụ gần 200 vận động viên, những người yêu quần vợt đến từ 18 tỉnh thành trong cả nước. Hiện nay, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho giải quần vợt Cúp Hùng Vương năm 2017 đã cơ bản được hoàn tất. Giải sẽ diễn ra từ ngày 24 cho đến ngày 26 tháng 3 tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.